Chào mừng quý chị và các bạn đã trở lại với kênh Nội thất Vinhouse, nơi chia sẻ những video hay về nội thất. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem tủ quần áo của công nghiệp có giá bao nhiêu và sử dụng chúng có tốt hay không. Tủ gỗ công nghiệp đựng quần áo cũng được sản xuất từ nguyên liệu là gỗ, nhưng gỗ ở đây là loại gỗ ép chất liệu mùn cưa, chứ không phải gỗ nguyên khối như các loại tủ truyền thống. Gỗ công nghiệp thường có hai loại, đó là gỗ EFC và MDF. Giữa hai loại gỗ công nghiệp này có sự khác nhau rõ rệt. MFC được sản xuất từ gỗ dâm, thân cành của các loại cây gỗ như là keo, bạch đằng, cao su, sau đó được đưa vào máy nghiền nát thành dâm và trộn với keo chuyên dụng để ép thành các tấm ván với các độ dày khác nhau như là 9 ly, 12 ly. Cốt gỗ ván dâm có nhiều loại như là cốt trắng, cốt xanh chịu ẩm, cốt đen. Mặt ngoài được phủ một lớp melamin để bảo vệ. Lớp này có tác dụng chống chày xước, chống ẩm. Tủ gỗ công nghiệp MFC thường có một màu trơn, giả vân gỗ hoặc giả kim loại rất đẹp mắt. Tủ gỗ công nghiệp được sản xuất từ gỗ MDF hay còn gọi là gỗ mịn. Đây là cốt gỗ được sản xuất từ các cành cây, nhánh cây, sau đó được đưa vào máy nghiền nát thành bột rồi trộn với keo chuyên dụng để ép ra thành các tấm ván với các độ dày khác nhau. Đương nhiên, giữa hai loại gỗ dâm và gỗ mịn thì tủ áo công nghiệp sản xuất từ ván mịn sẽ có chất lượng tốt hơn. Gỗ mịn có bề mặt mịn, nhẵn nhụi, có độ bền cao hơn so với gỗ dâm. Do đó các loại tủ quần áo của công nghiệp cao cấp sẽ được sản xuất từ gỗ MDF. Tủ quần áo gỗ công nghiệp được thiết kế theo nhiều kiểu khác nhau, thiết kế thành nhiều buồng truyền thống, tủ quần áo cánh lùa, tủ quần áo kết hợp với kệ để giày, tủ quần áo nhiều buồng cánh mở. Đây là loại tủ được thiết kế theo kiểu truyền thống. Loại tủ này có nhiều kích cỡ, tủ nhỏ 2 buồng, tủ quần áo 3 buồng hoặc là tủ 4 buồng thiết kế cánh cửa mở truyền thống. Nhưng loại tủ này có màu sắc đa dạng, trong đó những gam màu được yêu thích nhất là màu trắng, màu nâu vân gỗ hoặc là màu đen. Tủ quần áo thiết kế cánh lùa, loại tủ này có cấu tạo 2 buồng, 3 buồng hoặc 4 buồng. Tuy nhiên cánh cửa được thiết kế là cửa lùa. Loại cửa này giúp tiết kiệm diện tích, rất phù hợp với những gia đình có không gian hẹp. Tủ quần áo kết hợp, thiết kế tủ quần áo này không chỉ có buồng đựng quần áo mà còn có các ngăn để giày, kệ để đồ trang trí. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là tủ quần áo của công nghiệp sử dụng có tốt không, có bền không? Thì tủ quần áo của công nghiệp được sử dụng ngày càng rộng rãi thay thế cho tủ quần áo truyền thống. Điều này cũng gián tiếp khẳng định chất lượng của tủ gỗ công nghiệp. Như đã đề cập ở trên, tủ quần áo của công nghiệp được sản xuất từ gỗ ép, do đó việc thiết kế và tạo mẫu mã khá dễ dàng. Đó là lý do tại sao gỗ công nghiệp được sử dụng có mẫu mã đa dạng, diện mạo đẹp hơn so với các loại tủ truyền thống. Đây là một trong những lý do khiến chúng ngày càng được ưa chuộng. Tuy được sản xuất từ gỗ ép, nhưng do được phủ melamin để bảo vệ nên độ bền của các loại tủ gỗ công nghiệp vẫn cực kỳ bền bỉ. Nếu sử dụng ở những nơi thông thoáng, độ bền của chúng dễ dàng đạt đến hơn 10 năm. Vì vậy, các gia đình có thể yên tâm mua và sử dụng. Báo giá tủ quần áo gỗ công nghiệp. Trước hết phải khẳng định rằng tủ quần áo gỗ công nghiệp rẻ hơn rất nhiều so với tủ gỗ tự nhiên. Tùy theo kích thước, chất liệu mà mức giá bán các loại tủ này được niêm yết khác nhau. Tủ quần áo gỗ công nghiệp giá rẻ thường được sản xuất từ gỗ dâm, thiết kế đơn giản, thường là 2 buồng, mức giá của loại tủ này dao động từ 3 triệu cho đến 5 triệu. Giá tủ gỗ công nghiệp cao cấp thì thường trên 5 triệu hoặc có loại hơn 10 triệu. Loại tủ này được sản xuất từ gỗ mịn, có thiết kế đẹp, đa dạng, diện tích rộng. Tùy vào khả năng tài chính, bạn có thể chọn loại tủ quần áo gỗ công nghiệp phù hợp với gia đình. Tuy nhiên, Nội thất Vinhouse khuyên bạn nên chọn mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp có giá tương đối để có trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Nội thất Vinhouse là đơn vị chuyên nhận thi công và thiết kế nội thất từ các sản phẩm gỗ tự nhiên cao cấp cho đến các sản phẩm gỗ công nghiệp thông dụng. Các sản phẩm của chúng tôi thì được liên tục cập nhật trên kênh YouTube này để cho mọi người có một cái nhìn thực tế hơn. Và nếu mọi người có thắc mắc và cần được nhận được sự tư vấn hỗ trợ thì hãy liên hệ với Nội thất Vinhouse để nhận được những sự tư vấn chuyên sâu và tận tình. Cảm ơn quý vị đã xem hết video này. Nếu quý vị thấy video hay và bổ ích thì hãy để cho Nội thất Vinhouse một like, subscribe.